Trời đất ơi, sao bà cũng ở đây vậy? Thì sao ông cũng ở đây? Bà tới đây làm cái gì? Vậy ông tới đây làm gì? Tâm sư học võ. Cái gì mà ồn ào vậy? Bái kiến sư phụ. Dạ lại ông đi qua lại bà đi lại, cho con xin vài chục hiện kim được tặng kèm theo hiện vật để cho con ăn đỡ đói qua ngày. Anh chị ơi, cho em miếng tiền em ăn đỡ đói anh chị ơi. Sư phụ, sư phụ chọc tụi con hoài à. Dạ dạ dạ. Trời đất ơi, không cho tôi tiền thôi, mắc mớ gì lại tôi vậy trời. Dạ con biết mà sư phụ, đừng có chọc tụi con hoài. Tụi con tới đây là muốn tầm sư học võ. Dạ. Vì tầm sư học võ sư phụ, tôi đâu phải là đường tăng mà nhận thêm đệ tử đâu, kêu tôi sư phụ trời muốn lên sư phụ giấu chân. Hoài à, con nghe tất cả mọi người nói nha, là trong cái căn nhà quan sơ này nè có một vị chân nhân bất lộ tướng. Sư phụ biết bất lộ tướng là gì không? Biết sư phụ, là giấu ở bên trong không có lộ ra phải không? Vậy là đang lộ đó sư phụ. Con nghe người ta đồn với con á, là ở đây nè có một cái người giống như là cái đấng cứu thế vậy đó sư phụ. Ta nói đi mây về gió có 72 phép thần thông biến hóa. Hay nè mẹ ơi, con là con người chứ không phải con khỉ, bà diễn tả con như tôm ngộ không vậy. Gì mà 72 phép thần thông biến hóa ghê vậy trời. Người ta nói sư phụ là đúng ở đây nè. Đâu có đâu, tôi là ăn mài bình thường thôi chứ có biết phép hoài gì đâu. Xạo hoài. Nói chung là tôi cũng học võ một chút xíu mà, tôi học có chút xíu à. Đó, chút xíu đó là được á. Dạ. Đây. Wow. Ôi trời ơi. Sư phụ võ công cao cường mà còn hề hước nữa. Sư phụ dễ thương quá à. Sư phụ ơi, hồi đó giờ con coi hài con mới cười, bữa nay coi luyện công mà con cũng cười đó sư phụ. Trời ơi, sư phụ giỏi chắc luôn. Vậy là cuối cùng hai người muốn tới cho làm sư phụ đúng không? Dạ. Ôi mệt ghê đó. Bây giờ tôi hỏi hai người nè, hai người học võ để làm cái gì? Sư phụ, con nói cho sư phụ nghe, từ lúc nhỏ là con đã nuôi cái niềm mơ ước của con rồi. Con học võ đó là con muốn đánh ghen sư phụ. Trời ơi, sư phụ biết không? Sư phụ, cái chuyện đó là chuyện nhỏ, cái chuyện của con mới quan trọng nên sư phụ. Hôm bữa con đang ngồi học rất là bình yên trong lớp, con quay bên phải không có gì hết, con quay bên trái, trời đất ơi, nó nhìn con sư phụ. Nó nhìn con mặt nó láo lắm, láo y như sư phụ luôn. Cái bây giờ con quyết định là con học võ, con nhận đánh vô mặt. Trời ơi, tôi lại hai anh chị, trời ơi. Rồi bây giờ hai anh chị trình bày, tôi biết hai anh chị là có cái máu hiếu chiến rồi. Dạ, rồi giờ được nè sư phụ. Được rồi, theo như là tâm nguyện của hai người, tôi nhận hai người làm đệ tử. Vậy thì bài học xin phép được bắt đầu. Sẽ là Việt Nam Net Top Kung Fu 2015. Trước khi trở thành Việt Nam Net Top Kung Fu 2015, chúng ta phải đục cho phù mỏ. Coi như đó là dấu ấn đầu tiên khi bước vào môn phái này nha. Rồi, bài học đầu tiên, ép dẻo, xoạc hát đi con. Dạ rồi, dạ rồi, thằng hát. Say. Dạ, đạp, con thẳng được sư phụ ơi, thẳng được. Cổ tệ quá, đây nè. Dạ. Ê, dạ, 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 sư phụ, dạ, đau, 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 sư phụ, đau. Sư phụ, con nói con đau mà. Thì đau tiếng Anh, tiếng Việt là xuống đó, xuống. Xuống, ê, sư phụ, ngưng, trời đất sư phụ ơi. Con nói con đau là con bị đau đớn á sư phụ. Tại con nói con phải có biểu cảm dù đi. Đâu. Trời ơi sư phụ ơi con. Đâu. Nói gì đi ta biết. Giờ bạn nữ hãy cùng loàn tay ra sau lưng và chạm rốn đi nào. Rốn bà nội. Dạ để được không? Được không? Được không? Dạ, được. Hỗ trợ nha. Ai vui? Ai vui? Ai vui? Con điên. Mày đau mày vui hả mày? Điên vừa thôi. Tháo khớp cánh chưa? Dạ hơi lỏng rồi đó sư phụ. Rồi đứa thì tháo khớp chân, đứa tháo khớp tay rồi, muốn học nữa không? Dạ. Dạ muốn. Lỡ muốn, tới đây rồi tôi con học. Dạ. Kiên trì quá ha. Dạ. Được rồi. Kiên trì, bây giờ thì ta sẽ dạy cho con bài học kiên trì. Dạ. Rồi cùng nhau bước ra. Dạ rồi, dạ rồi. Đứng tướng tấn nhờ thầy nè. Hey. Sư phụ ơi, sư phụ, anh nói này nghe nè. Cái này là đứng dán chứ không phải đứng tấn, mà dán phải dán thường, dán qua hậu á sư phụ. Bây giờ đứng tấn giống tôi nè. Hai ba. Hey. Trời
rồi. Cái gì mà gian ra bao la như vậy, khép vô coi. Mình lỏng quá, để sư phụ siết vậy nó lỏng quá nè. Tôi khổ với trẻ thì ghê luôn á. Trời ơi. Rồi. Đại sư mà còn hơn là sửa xe ô tô nữa. Rồi bà này bà nhỏ keo nhắn sắt cho đùi bà hay sao vậy? Bung ra. Trời đất ơi, này cái vỏ này là cái loại vỏ chứ không phải cái cơ khí đâu mà ngộ ghê à. Rồi, cứ đứng tấn như vậy thôi. Dạ rồi. Không được thở. Trời ơi sư phụ, không thở sao sống? Ủa thở mới sống được hả? Dạ. Ủa hèn chi, mấy đứa trước nó vô nó sinh học tao kêu nhịn thở con tiếng mà chết tôi hết rồi. Trời ơi ghê vậy. Phụ ơi. Sợ chết hả? Dạ. Trời ơi bây giờ là muốn học cái khác hả? Học cái gì dễ dễ đi sư phụ. Trời đất ơi bây giờ học sinh bây giờ bắt giáo viên phải thay môn hoài ngộ ghê đó. Được rồi. Bây giờ ta sẽ chỉ các con dạy trường côn. Trường côn đâu? Hãy tới với ta. Tụi nó bay trên đây xuống chứ. Tụi nó quăng vô nó bể đầu rồi sao trời. Đây. Tắt nhạc, tắt nhạc đi. Tôi với có quăng cái gậy ra rồi mở bà để bắt tao làm khỉ à. Khổ ghê đó. Cho làm lại cái đi. Dạ. Ôi. Hey, 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 hey. Hey, hey. Ôi trời ơi. Hey. Ủa có sao không con? Để coi. Răng sáng bay. Có mạng bám nè. Bà sư phụ làm gì vậy? Quăng lên nóc nhà để bà tiên răng mới nhận răng. Trời ơi. Nhưng mà ta đang thắc mắc một điều. Dạ. Cái cây gậy trường côn của ta hình như nó mến tay mến chân tụi con hay sao, nó sắp sáp cho tụi con hoài vậy? Hả? Hả? Trời ơi. Sáp sửa đã nha. Ôi cha thầy xin lỗi. 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 Thôi dẹp đi. Dẹp liền nha. Tôi nói cho bà biết nè, tôi nhận ra một chân tướng rồi. Cái ông này không phải là thầy bà vậy trơn, là một cái ông ăn mà bị điên thôi à. Chứ gì nữa, nghĩ sao vậy trời ơi, sư phụ sư ơi, gì quýnh đau không chết luôn à. Trời ơi. Ủa biết đau hả? Biết sao biết, bộ trâu bò sao biết đau trời. Thân hình của hai con là thân hình của con người, mà cái tư duy đầu óc của con là tư duy đầu óc của trâu của bò đó. Trời ơi, ông nói gì kỳ cục vậy? Chứ làm sao, trời đất ơi, người ta học võ thuật á là ta phục vụ cho chính nghĩa, chứ đâu phải học võ thuật là đi đánh ghen như bà này để đi trả thù như ông này. Trời đất ơi, từ nãy tới giờ ta chỉ cố tình làm như vậy thôi để dạy cho hai con biết thế nào là đạo lý chính nghĩa của võ thuật. Coi hai cái băng mặt âm trì địa ngục của hai đứa là thấy ngu rồi không biết rồi đúng không? Được rồi, vậy thì bây giờ ta sẽ cho các con thấy thế nào là tinh thần của võ thuật. Võ thuật chưa? Chúng ta phải rèn luyện kỹ năng đến bậc cao nhất của võ thuật để phục vụ cho tổ quốc và dân tộc. Các con đã hiểu chưa? Dạ, tụi con đã hiểu. Mong sư phụ chỉ dạy. Tốt lắm.